Bạn có đang căng cấn không? Bạn có đang căng cấn không? Hi, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ 3 điều sẽ giúp cho các bạn thay đổi gu ăn mặc hoàn toàn, thay đổi mãi mãi. Các bạn sẽ là những người thời trang hơn, thời thượng hơn, thanh lịch hơn và thu hút mọi ánh nhìn. Điều đầu tiên, đó là các bạn hãy follow một số cái hãng thời trang nổi tiếng mà các bạn yêu thích. Vì follow các hãng thời trang nổi tiếng sẽ giúp cho các bạn nhận được những thông tin khi mà những cái bộ sưu tập mới ra đời, thì các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin để biết được những cái trend, những cái xu hướng mà những cái bộ sưu tập đó ra đời để phổ biến cho mọi người trên thế giới cùng nhau biết. Cái việc follow này nè sẽ giúp cho các bạn nhận được thông tin sớm hơn, bắt kịp với xu hướng, sẽ giúp cho các bạn ăn mặc bách hợp thời thượng hơn. Cái việc thứ hai là các bạn phải lựa chọn trong những bộ trang phục của những cái hãng mà mình yêu thích đó, những bộ trang phục nào phù hợp với vóc dáng của mình, phù hợp với cơ thể của mình. Và cái yếu tố thứ ba là các bạn hãy follow một số cái diễn viên, một số cái nghệ sĩ, một số các người mẫu nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới mà có vóc dáng phù hợp với vóc dáng của cơ thể của các bạn. Để làm gì? Để các bạn có một sự tham khảo. Nếu như các diễn viên, người mẫu đó thường lựa chọn, nhưng mà phải cùng vóc dáng với các bạn nhé, mà lựa chọn cái mẫu trang phục như vậy, và thường lựa chọn những cái form dáng như vậy, thường lựa chọn những cái hãng thời trang như vậy, vậy thì các bạn đã có cho mình một cái hình tượng, một cái mẫu. Và các bạn từ đó các bạn nghe nhiều, nhìn nhiều, xem nhiều, các bạn sẽ ấn tượng. Và khi nào tới một lúc nào đó, sự cảm nhận các bạn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, thì gu ăn mặc của các bạn, gu thời trang các bạn sẽ phát triển. Các bạn sẽ chọn được cái bộ trang phục phù hợp với mình nè, lựa chọn được các họa tiết phù hợp, lựa chọn được cái phong dáng phù hợp, cũng như là lựa chọn được cái kiểu dáng, cái trend nó đang thịnh hành. Từ đây thì chắc chắn, tin mình đi, khoảng chừng vài tháng sau khi các bạn thường xuyên theo dõi những bộ sưu tập mới, thường xuyên nhìn lựa chọn được những bộ trang phục ưng ý, và thường xuyên biết được những cái người mẫu ca sĩ xung quanh mình, người ta lựa chọn những mẫu phong dáng như thế nào là phù hợp, là bắt mắt. Nhưng mà các bạn nhớ là các bạn phải thường xuyên coi những cái comment ở trên mạng, những cái người dùng, những cái khán giả, những cái fan của những ca sĩ đó, của những nghệ sĩ đó, họ nhận xét như thế nào, họ có yêu thích hay không. Chứ không phải là họ mặc cái gì là chúng ta bắt chước cái đó, mà quan trọng là khán giả của họ có thích hay không. Cái việc mà họ mặc và cái việc cái đáp ứng của khán giả cũng yêu thích, thì điều đó mới chứng tỏ là cái bộ trang phục này nó được yêu thích, nó được lựa chọn. Thì từ đó các bạn mới có cái góc nhìn đúng đắn hơn cho việc lựa chọn trang phục của mình trong tương lai. Và chỉ cần sau vài tháng, chắc chắn các bạn là một người đã có gu ăn mặc hơn. Các bạn đã biết tự lựa chọn cái phong cách cho mình, tự lựa chọn họa tiết, tự lựa chọn phom dáng. Và các bạn cũng thường xuyên nhận được những cái thông tin mới, những cái bộ sưu tập từ các thương hiệu nổi tiếng. Từ đó chắc chắn rằng gu thời trang các bạn sẽ càng ngày càng phát triển hơn trước. Trong môi trường công việc này, trong môi trường công sở, ở nhà, trong gia đình, hoặc là việc cống hiến ngoài xã hội, chắc chắn mọi người qua vài tháng gặp lại các bạn chắc chắn sẽ ồ lên: dạo này thời trang quá nha, dạo này phong cách quá nha. Nhớ nhé, 3 điều mình vừa chia sẻ các bạn hãy nhớ áp dụng. Xin chào. Follow kênh của mình nha, follow kênh của mình. Nếu như các bạn chưa biết lựa chọn trang phục như thế nào là phù hợp, hãy quay về xem các video cũ của mình trên kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.